đáng lẽ không có bốn niệm trụ cũng không có bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đáng lẽ không có thánh đế khổ cũng không có thánh đế tập diệt đạo đáng lẽ không có bốn tịnh lự cũng không có bốn vô lượng bốn định vô sắc đáng lẽ không có tám giải thoát cũng không có tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ đáng lẽ không có tất cả pháp môn tam ma địa cũng không có tất cả pháp môn đà la ni đáng lẽ không có pháp môn giải thoát không, cũng không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đáng lẽ không có bậc cực hỷ, cũng không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, đáng lẽ không có năm loại mắt, cũng không có sáu phép thần thông, đáng lẽ không có mười lực Phật, cũng không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, đáng lẽ không có có đại từ cũng không có đại bi, đại hỷ, đại xả. Đáng lẽ không có pháp không quên mất, cũng không có tánh luôn luôn xả, đáng lẽ không có trí nhất thiết, cũng không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đáng lẽ không có quả dự lưu cũng không có quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác đáng lẽ không có tất cả hạnh đại bồ tát cũng không có quả vị giác ngộ cao tột của chư phật đáng lẽ không có phật cũng không có pháp tăng đáng lẽ không có đạo cũng không có quả đáng lẽ không có tạp nhiễm cũng không có thanh tịnh đáng lẽ không có hành cũng không có đắc không có hiện quán cho đến tất cả pháp đáng lẽ cũng đều không có phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao ở trong tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh thì tánh hữu và tánh vô có thể nắm bắt được chăng thiện hiện bạch bạch thế tôn không bạch thiện thệ không ở trong tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh thì tánh hữu tánh vô đều chẳng thể nắm bắt được Phật dạy, này thiện hiện nếu ở trong tất cả Pháp lấy vô tánh làm tự tánh, tánh hữu, tánh vô đều chẳng thể nắm bắt được. Thì tại sao nay ông có thể đặt câu hỏi là nếu tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, thì đáng lẽ không có sắc, cũng không có thọ tưởng hành thức, đáng lẽ không có nhãn xứ, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đáng lẽ không có sắc xứ, cũng không có thanh hương vị xúc Pháp xứ, đáng lẽ không có nhãn giới, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý giới, đáng lẽ không có sắc giới, cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới, đáng lẽ không có nhãn thức giới, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, đáng lẽ không có nhãn xúc, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý xúc.